bài thử màu sắc, những cái bài sau là thuộc ngũ lục của du lịch Việt Nam, còn cái bài này thuộc về nghiệp vụ. Về công tác tiêm chủng thì mình sẽ mục tiêu sẽ có cái mục tiêu là trình bày được các định nghĩa của tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng thuốc, trình bày được nội dung chính của công tác tiêu chuẩn, nêu được phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Hai cái mục tiêu sau này nè là hai cái mục tiêu rất chuyên môn, tức là em học xong cái bài này